quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 29 tháng 1 năm 2024 trên chuyên trang Dân Việt Media của báo điện tử Dân Việt. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa rào, rải rác, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất 10 đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất 13 đến 15 độ, có nơi trên 15 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất 9 đến 12 độ, vùng núi cao 5 đến 8 độ, có nơi dưới 3 độ, nhiệt độ cao nhất 13 đến 16 độ, vùng núi cao 7 đến 10 độ, có nơi dưới 4 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất 9 đến 12 độ, vùng núi 6 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, nhiệt độ cao nhất 13 đến 16 độ, vùng núi 10 đến 12 độ, có nơi dưới 5 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mưa vài nơi, gió nhẹ, phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại, phía Nam trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc 11 đến 13 độ, phía Nam 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 15 đến 18 độ, phía Nam 18 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20 đến 23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ, nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 24 đến 27 độ, phía Nam 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.